Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và trong video này em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến của vụ án cháu VA để cập nhật cho tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi vụ án này. Và hôm nay là ngày 25 tháng 12 rồi, cũng đã trải qua hơn một năm kể từ khi VA ra đi. Đến ngày hôm nay thì Thái và Trang vẫn chưa bị xử lý và cái bản án vẫn chưa có hiệu lực. Thì trong video này em sẽ tiếp tục cập nhật một bằng chứng. Và đây là một bằng chứng có thật, có nhân chứng, nhưng lại không được nhắc đến trong những cái bản cáo trạng, không được các luật sư tập trung vào quá nhiều. Nhưng mà em sẽ phân tích cái nội dung này, nên là rất mong tất cả quý vị khán giả khi xem video của em, mọi người sẽ xem hết để hiểu được những nội dung mà em muốn truyền tải quý vị nhé. Và đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cái nội dung. Đây là ở cái trang 3 của cái đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Thái. Và cái đơn này thì cũng do gia đình của bị hại là chị Hạnh với lại bác Vinh đã ký, cũng như để viết cái đơn này. Và đây là một cái thông tin chính thức về câu nói đưa đi cấp cứu để đi tù à, thì sẽ diễn biến ra sao, thì rất mong quý vị và các bạn sẽ xem. Đây, thông tin đầu tiên mình sẽ đọc trước nha, rồi mình sẽ phân tích ở nội dung sau video này. Chúng tôi đã liên hệ với một số người dân ở chung cư nơi ông Thái và bà Trang sinh sống, thì biết rằng từ thời điểm ông Thái nuôi cháu VA, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng chửi bới, đánh đập, la mắng ở trong nhà. Thì rõ ràng là sẽ phải tìm đến những cái nhân chứng này để xem có cái tiếng này hay không, đúng không? Là có đánh đập, hành hạ, la mắng suốt trong một thời gian dài. Tiếp tục nha. Là vì gây ồn ào nên cư dân đã gọi bảo vệ lên để làm việc về việc gây mất trật tự khu dân cư. Nhưng bảo vệ thông báo rằng gia đình ông Thái chỉ dạy dỗ bảo vệ con cái. Đó, có nghĩa là cái sự việc này đã xảy ra và bức xúc ở trong cái tòa chung cư đó. Tiếp tục nha. Đến ngày định mệnh 22 tháng 12 năm 2021, anh Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1994, là người hàng xóm sinh sống cùng tòa nhà, sinh sống tại căn hộ số 15.5 cùng khu chung cư Sài Gòn Pier. Đó, ở đây thì đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trong phòng nói rằng: "Anh ơi, An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi." Thì có tiếng người đàn ông, và anh Bình cũng khẳng định rằng đó là tiếng của ông Thái nói: "Đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à." Đây là một câu nói có thể nói là sẽ thể hiện được cái bằng chứng. Và tại sao lại xác thực được câu nói này? Là đính kèm file ghi âm cuộc nói chuyện giữa gia đình chúng tôi với anh Nguyễn Xuân Bình. Vậy là anh Bình này là cái nhân chứng sống mà đã nghe được cái tiếng này, tại sao lại không được triệu tập đến tòa? Bởi vì chính cái câu nói này, đưa đi cấp cứu để đi tù à, thì mới là cái nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của VA, đúng không quý vị? Ở đây anh Bình có nói ha, nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nói trong phòng: "Anh ơi, An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi." Đó, An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi. Thì người phụ nữ trong phòng này là ai? Và tiếp theo thì là ông Bình này lại nghe một người đàn ông nói là: "Đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à, đính kèm file ghi âm cuộc gọi nói chuyện giữa gia đình chúng tôi với anh Nguyễn Xuân Bình." Và đây là một cái lời khẳng định rằng ông này đã nói câu đó. Thì chúng ta sẽ nói rằng là luật sư đã hỏi về câu nói này và Thái không nhận, vậy thì sẽ cho đối chiếu camera, đúng không? Bởi vì đây là một cái tình tiết nó rất là quan trọng. Bởi vì chính vì câu nói này là cái gọi là đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Anh Thái này không hề có ý định đưa đi cấp cứu ngay, giống như là luật sư bảo vệ cho Thái đã nói. Đó, luật sư của Thái nói rằng là Thái không hề đồng phạm, bởi vì khi về nhà thấy cháu VA bất tỉnh thì đã đưa đi cấp cứu ngay. Vậy thì cái lời của anh Bình này nói là đưa đi cấp cứu để đi tù à, thì ở đâu ra? Thì sẽ phải triệu tập cả cái ông này nữa để làm gì? Để đối chiếu với cái lời nói lúc đó. Nếu như anh Thái này không nhận thì sẽ cho xem kết quả camera, bởi vì camera có thể thu thập được cả tiếng nói cơ mà, đúng không? Tại sao lại không được đối chiếu lời nói này? Khi mà đối chiếu lời nói này là đưa cái để đi tù à, thì sẽ thấy được cái nội dung hành vi là bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, thấy chết không cứu. Đây là mới có cái sự việc ở đây là 90 phút trước khi qua đời. Nên là hôm nay em đọc lại cái đơn mà để đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự này thì mới thấy được là rất nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Đó, tiếp tục nha, em sẽ đọc tiếp này.
Chính câu nói này đã thể hiện ý định bỏ mặc con gái tôi đến chết của ông Thái. Biết được cháu đã ngưng thở nhưng ông Thái không tỏ ra thương xót hay hoảng loạn. Đối lại là thái độ máu lạnh đưa đi cấp cứu để mà đi tù à. Sinh mạng của một đứa nhỏ mà ở đây lại là con gái ruột của ông Thái đang lâm vào cảnh nguy kịch, nhưng ông đã chỉ dửng dưng không màng đến chuyện sống chết của con mà chỉ lo bản thân sẽ đi tù. Thực sự khi biết được sự thật này, gia đình tôi rất bức xúc và đau xót vô cùng, vì chính bố đẻ của cháu cùng người tình đã đánh đập và hành hạ cháu VA trong suốt một năm qua, rồi đến ngày cháu phải chịu sự hành hạ quá mức và mất trong đau đớn tuyệt vọng. Là một người mẹ, tôi biết hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về những vết bầm tím trên người con gái, và càng đau lòng hơn chính bố ruột của bé liên quan trực tiếp trong cái chết của VA. Thì trong cái đơn này thì chúng ta thấy rằng là cái sự gọi là quyết liệt của người mẹ. Nhưng mà ở trong một diễn biến khác, trong phiên tòa ngày 25/11 thì người mẹ này đã có đơn xin vắng mặt từ trước. Nhưng em cũng không hiểu tại sao lại có đâu cái thông tin là trên đường đi là chị đã đột xuất, khó thở rồi quay về. Nhưng thực ra bên tòa đã công bố rằng đã có đơn xin vắng mặt từ trước. Vậy là câu nói này nó mâu thuẫn. Em cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này, là tại sao lại có cái lời đồn tốt cho người mẹ. Ha, em là một kênh trung lập, tất nhiên là chúng ta đều có mong muốn rằng là cái sự gọi là công bằng, là đây là công bằng cho VA, nhưng mà không thể nào mà chúng ta lại ủng hộ cho cái sai. Đó, em sẽ phân tích cái nội dung này sau một chút ha, ở cái video sau, bởi vì phân tích về người mẹ, có video này em sẽ phân tích về những cái nội dung chính, đó chính là đưa đi cấp cứu để đi tù à. Thì ở đây, tại sao chúng ta lại phải nói nhấn mạnh vào cái câu này? Ở đây là có nhân chứng. Nhân chứng là gì? Là cái người mà ở cùng với cái tòa chung cư đó và nghe được cái tiếng là anh ơi, An nó tắt thở rồi, đưa đi cấp cứu đi. Thì đã có nghĩa là lúc đấy Trang đã muốn đưa đi cấp cứu, nhưng mà Thái lại có cái hành động là ngăn cản, sợ mình đi tù. Vậy thì em đang hỏi mọi người là đưa đi cấp cứu để đi tù à, thì sau cái lúc đó ai mới là cái người quyết định đến cái sinh mạng của cháu? Nên là em mới có cái video phân tích là có thể trong cái đơn kháng cáo mà Trang đã viết sẽ tố cáo cái hành động của Thái là trong 90 phút đó Thái đã làm gì? Có nhấn nước, có bóp cổ, có này kia ABCXYZ hay không? Đúng không? Tại sao Thái lại sợ đến mức độ phải xóa camera? Mà sau đó thì lại đủ để trách nhiệm rằng là Thái và Trang đã đồng nhất quan điểm là xóa camera. Thì em thấy rằng một cái nhân chứng ở trong vụ việc này chính là anh mà đã nghe được câu nói đó. Thì cái câu nói mà đưa đi cấp cứu để đi tù à, nó thể hiện cái sự bỏ mặc cho hậu quả xảy ra khi đã biết được cái sự việc là cháu tắc thở rồi, không cứu. Đó. Nên là em thấy rằng trong vụ việc này, ông Thái này sẽ là cái đồng phạm ở đây, là có bằng chứng, có căn cứ rồi. Nhưng mà vẫn phải đợi rằng là bên tòa, có thể là bên luật sư sẽ gặp cái người nhân chứng này, hay có thể là yêu cầu bên tòa là cho đối chiếu với lại cái file ghi âm camera. Em cũng đang thắc mắc với tất cả mọi người là tại sao có 283 tập clip nhưng mà lại không làm rõ được điều gì, trong khi đó lời khai không khai theo đúng với những gì mà camera lưu lại được, chỉ khai những cái gì có lợi cho mình, những cái gì bất lợi thì đều là không nhớ, không biết. Nhưng mà tại sao lại không thể nào đối chiếu camera? Bởi vì khi mà đối chiếu ấy với một lời khai thì sẽ làm rõ được cái hành vi. Chúng ta đã biết rằng là Thái có khai là Thái không hề biết là VA bị đánh qua đời, nhưng mà lại đủ bình tĩnh để xóa dữ liệu camera. Thì chúng ta thấy rằng là trong một cái đơn kháng cáo mới nhất thì Trang có nói rằng là Trang không phải là cái người gây ra cái chết cho VA. Vậy thì là ai? Đúng không? Khi chúng ta nghe được cái câu nói là đưa đi cấp cứu để mà đi tù à, thì chính cái lời nói này lại là một người cha chứng kiến con mình giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng mà lại không đưa đi cấp cứu ngay, mà để cho mặc cho hậu quả xảy ra. Nhưng mà em không hiểu là tại sao luật sư của bên Thái vẫn nói rằng là Thái đã đưa đi cấp cứu ngay. Nên là đây là có một cái sự việc là rõ ràng là mình thấy rằng là cái tội của Thái nó chưa được làm rõ. Càng phân tích về nội dung này, chúng ta càng thấy rằng là cái tội của Thái sẽ nặng hơn cả Trang. Nó không phải nặng ở đây là vì cái vấn đề tra tấn trực tiếp hay gián tiếp, mà nó nặng ở đây là về trách nhiệm. Bởi vì cái người cha ruột mà không bảo vệ con mình, mà để cho một người ngoài hành hạ con mình mà không bảo vệ, thì cái trách nhiệm phải thuộc về người cha chứ. Nhưng mà ở đây người cha chỉ có 8 năm tù, thì chắc chắn chúng ta đã biết rằng là cái mức án 8 năm đó nó chưa có hiệu lực. Nhưng mà chúng ta vẫn rất là hoang mang, bởi vì chưa biết điều gì xảy ra.
có thể phúc thẩm vẫn y án hay có thể nhẹ hơn, chúng ta đâu biết được. Nhưng mà đây bây giờ chúng ta có nói, phải nói là càng có thêm bằng chứng thì chúng ta sẽ càng an tâm. Bởi vì có bằng chứng là Thái đồng phạm, có bằng chứng là Thái nói câu này, có bằng chứng là Thái đã bỏ mặc hậu quả xảy ra, thì mới có căn cứ để sang cái bất đồng phạm hay là cái tội cố ý gây thương tích. Đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy rằng là đã trải qua hơn một năm trời rồi, đúng không? Rất nhiều quý vị khán giả đã bỏ cuộc rồi, người ta quá chán nản về một vụ án nó quá dài mà tội của Thái không bị xử lý. Nhiều người thì đã cảm thấy rằng là tại sao một năm trời không bị xử lý nó lại như vậy. Rồi là đến cái mức độ ở đây là có bằng chứng, ở đây là có cái file ghi âm cuộc gọi nói chuyện giữa gia đình với lại là ông Bình này, mà ông Bình lại là cái người trong cái tòa chung cư này. Ông này đã nghe được cái câu nói đó là anh ơi An đã, An đây, anh ơi An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi. Thì Thái lại nói câu đưa đi cấp cứu để mà đi tù à? Ủa Thái có làm gì đâu mà phải đi tù, đúng mọi người? Rõ ràng cái hành vi này nó không phải là để bảo vệ cho Trang nữa, bởi vì Trang nó lại đưa đi cấp cứu, nhưng mà Thái lại bảo đi để đi tù à? Thì chứng tỏ là cái đây là cái 90 phút đó Thái không hề sơ cứu VA mà đã bàn tính cái mưu kế để thoát tội, là cháu bị sặc sữa, cho cháu ăn cái này cái kia, cho cháu ăn trái cây, cho cháu uống nước, rồi cháu bị sặc sữa mà qua đời, rồi lại bảo là cháu bị té cầu thang, đợi kết quả giám định. Tất cả cái đó đều có những cái gì đó gọi là đã có sắp xếp từ trước của lời khai. Mà lời khai đó sắp xếp với ai? Có thể là sắp xếp với gia đình. Bởi vì lúc đó Thái đâu có ai để gọi điện cho gia đình đâu, đúng không? Đâu có ai để Thái có thể là chia sẻ đâu. Thái phải gọi cho gia đình, có thể là gọi cho bố, cho mẹ, cho chị. Nên là mới có thể nói là gia đình đã thuê luật sư để bảo vệ cho Thái, để tránh cái tội liên quan. Nên em cũng sẽ tiếp tục phân tích về nội dung này. Nên là rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ em. Em sẽ phân tích liên tục ha, những cái nội dung nào mà có lợi cho VA mà sẽ có thể thay đổi tội danh của Thái, em sẽ phân tích liên tục để có thể gửi đến cho tất cả mọi người theo dõi những nội dung mới nhất. Và quý vị khán giả cũng đừng quên ủng hộ sản phẩm Bỏ Khô Bỏ Sợi giúp em quý vị nhé, để em có thêm động lực, có thêm kinh phí để thêm ra thêm nhiều clip cho tất cả mọi người sẽ xem. Em cũng sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin đó để có thể là gửi cho tất cả mọi người, bởi vì là hiện nay chúng ta cũng đã biết rằng là tất cả những cái bằng chứng chúng ta có được ha thì sẽ được phân tích, bóc tách và mổ xẻ để làm sao mà chúng ta sẽ có thể xử lý Thái ở một cái mức án cao nhất. Video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Chào mọi người nhé. Chào mọi người.